Người không kính luôn. Đã. Chào mọi người, chào quý cô chú anh chị. Nay lại đi cắm câu lại nè mọi người. Thì buổi chiều đi cắm câu, cái lúc cắm thì nó dài quá, em không có quay được. Giờ đi thăm câu em quay cho mọi người xem luôn. Không được đục ngâu đi chơi. Đây con cá mùi mọi người, cá rô đồng. Em cắm bằng cá rô đồng, cá sạch, cá bảy màu á. Đây. Bây giờ mời quý cô chú anh chị theo chân em ha, có cá quay cho mọi người xem nha. Tại buổi chiều thì cái cảnh mà đi cắm câu nó dài cả tiếng, mấy hai tiếng đồng hồ lắm nên không có quay được. Em muốn xài bằng kình câu tre cắm mồi cá rô đồng. Bên này như con nữa nè mọi người. Ủa, cá lóc ăn sớm. Đây cá lăng. Bên này có con cá lóc nữa mọi người. Nhiều con cá lăng lên luôn. Nhổ nhổ lên đi rồi bắt. Đây con cá lăng này nè mọi người. Cặp một chỗ ba cân mà dính ba con luôn á. Một cá lăng nhỏ. Không có. Một cá lăng đợt nó hơi nhỏ nhỏ. Đã có. Đây con nha mọi người, con này nằm trong lùm trong bụi nó khó khó thấy lắm. Đây chuẩn bắt nó này. Mình nghe nó vung 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 á. Bắt cái đứa lên đấy. Đưa cái đầu kênh lên. Đưa cái đuôi lên được. Nhỏ hả? Lên đây tôi thấy mồi lại bên này, bên này. Rồi đây. Rồi. Đây thấy mồi sâu. Đây mọi người, một em cá lóc nữa. Đây. Cục len keng đây mọi người ơi. Vịt chị đi dính cấu luôn lấy á, chục chuốc mắc một bến anh dính anh nó mới dính cạnh dính đô u cha ra cái nọ. Mổ đấy chứ. Bỏ tay. Cổng cấu cũng đầy cá rồi. Anh luôn mọc luôn cạnh mà ghế chứ. Chuột chuột. Ui. Thuộc bắp bắp đó. Cực
Con này ở mình người ta gọi là chuốt chuốt nha mọi người. Chuốt. Nó thịt nó ngon lắm á. Rồi kiếm con dây cột nó lại. Đây có một con nữa này mọi người. À, cái lăng nhỏ nhỏ mùa này nước nó cạn quá cả nhà. Giờ mình phải đợi 1-2 trận mưa gì cắm câu cá nó mới to, mới có cá to lên. Thì cắm những con suối nhỏ nhỏ này nè, nước nó không có lên xuống á, nước nó ổn định. Còn là mình cắm những cái dòng suối mà gần ở ngoài bờ đập á, hoặc là dưới đập á, thì đập nó đóng nước, xả nước là nó lên xuống liên tục, không có ổn định. Là con mồi lúc thì nó nổi, lúc thì nó chìm, lúc thì nó hở trên mặt nước luôn, là không có cắm được. Cho nên chỉ cắm được những con suối nhỏ nhỏ này thôi. Kênh này hai con luôn nè mọi người, hai lựa diện hai con luôn nè. Đâu kênh đại con nhỏ đồng hướng con dưới con cực nữa. Con tổ này. Ủa con gì tổ chứ. Ui ui con cá lăng nó dĩa to. Ui lâu lâu con dễ sơ chứ. Ui đưa lên đưa lên đưa lên đưa lên đưa lên. Ui quẹo kính luôn. Ui đã trời ơi. Ui đã chứ. Ồ thường như đã chứ. Do cái đen vô cả lòng đẹp mà nhìn hoài luôn. Rồi bắt bắt cái nhà ơi, sổ đẹp quý các bạn đó. Bùng bên này cũng hình như là có cá nè mọi người, nghe nó vùng mà không biết thế nào đây. Chắc kênh ngoài anh vùng cái kênh ngao ấy. Đường đi hơi khó. Ở vùng một cánh ngoài nữa đây. Có. Rồi lắng phải rồi, cả tạp ngoài kia rồi. Đây có một con cá lăng nữa mọi người. Bọn để em bắt em móc mũi em đuổi xuống lại chứ. Khá chứ nè. Đâu có nhỏ đâu, vừa mà. Hai lưỡi, ăn một lưỡi con lưỡi. Đây có một con cá lăng nữa mọi người. Nhưng mà cái cá lăng to to nữa thế. Hái gì là cá lăng to đang. Cắm câu như này thì nó lai rai nó cũng đủ sống. Con mực lú đó. Mua nửa khơi cạn cái đèn mua mưa một vài cây á, cả nhiều lắm mọi người. Giờ chờ mưa một vài cây mưa nữa nó đi cặm mịt luôn á. Mấy bữa nay nước cạn quá cho nên là 3-4 ngày mới đi đi một lần. Nhỏ cũng được. Mua cái cọc cạo là ngon lắm rồi. Có này cũng không phải là nó nha. Đại. Đi bắt đi. Không được. Con này khả đấy. Cá lăng mọi người. Rồi. Ui da, có chừng.
cám câu nhiều năm rồi bắt quá quen rồi mà vẫn còn sợ cái ngẩn của nó. Đã có sụt lên. Bọc cá tối nay mọi người ơi, tối nay được ít, hy vọng là sáng mai cá nó ăn nhiều tại mùa này mùa trăng á, trăng với nước cạn lắm, cho nên tối đây được có ít à. Cái này thì mình trọng lại, tại vì bình thường á, bình thường là nếu như đúng của nó là 9 giờ tối mình mới đi thăm câu, nhưng mà ở chỗ mình á thì mình phải thăm sớm để về bán cho người ta luôn, cả người ta ngủ, sợ người ta ngủ á, nên 7 giờ là hai anh em đi thăm rồi. Cá bán sợ không có chứ còn, mà cá ăn mà nấu canh chua nhậu thịt nhiêu đây là nhậu ớn luôn á. Rồi xong rồi mọi người, báo cá cho mọi người xong rồi, hẹn mọi người trong video sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của em nha. Ai đang xem video tiện tay cho em xin nút đăng ký kênh luôn, để em có động lực ra video mới á mọi người, tại kênh nó còn yếu, còn hơi nhỏ. Tiện tay thì cho em xin nút đăng ký kênh với like cho em với. Cái nút like nó cũng tăng đề xuất cái video á. Rồi chúc quý cô chú anh chị và cả nhà đều hạnh phúc bình an trong cuộc sống. Bye bye mọi người nha. Giờ cái này chắc rộng lại quá, mai thăm câu quay tiếp cả nha. Hay cái rộng là tự chế, lấy bình nước lọc rồi mình đục lỗ thôi, nên nó nhốt cá nó thoáng á, nó không bị đè đâu.